Người phụ nữ ôm bình ga, cố thủ trong nhà dọa tự thiêu. Khi tổ công tác cưỡng chế giải phóng mặt bằng, người phụ nữ cùng mẹ già mù lòa cố thủ trong nhà, dọa tự thiêu bằng bình ga. Ngày 20 tháng 11, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1971, quê Hà Nam, ra xét xử tội chống người thi hành công vụ. Tội danh và hình phạt được quy định tại điều 257, khoản 1, Bộ luật hình sự. Trước đó, vào tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai có kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quyết định thu hồi đất và không bàn giao mặt bằng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt tại phường Thịnh Liệt. Trong ngày 18 tháng 8 năm 2017, gia đình bà Nguyễn Thị Thúy và gia đình bà Hoàng Thị Hương cùng ở số 60, ngách 143 ngõ 190, tổ 42, Thịnh Liệt đã chống đối dùng xăng đe dọa tự thiêu, nên việc cưỡng chế thu hồi đất của hai hộ này phải tạm dừng. Sau đó, công an quận và ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã phải lên phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với hai hộ gia đình này. Khoảng 8 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2017, Tổ công tác giải phóng mặt bằng gồm Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai, Công an quận Hoàng Mai và Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Liệt, cùng một số ban ngành khác triển khai quyết định cưỡng chế. Sau khi tổ công tác đọc các quyết định cưỡng chế và tuyên truyền vận động những người có mặt trong nhà bà Thúy và bà Hương chấp hành pháp luật để thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, bà Thúy cùng người mẹ mù lòa là bà Nguyễn Thị Vân đã khóa cửa, cố thủ trong nhà, không chấp hành. Còn nhà bà Hương thì khóa cửa, không có ai trong nhà. Trước tình huống trên, lực lượng cưỡng chế đã phải chia làm hai tổ công tác. Một tổ lên nóc nhà bên cạnh, sát ban công tầng 2, phía sau nhà bà Thúy để vận động bà chấp hành Bà Thúy không chấp hành mà còn lấy hai bình ga loại 12 kg đã hết ga và bình ga 14 kg có ga đang sử dụng từ trong nhà, lôi ra ban công, trên tay cầm bật lửa. Khi tổ công tác định cắt song sắt ban công để vào cưỡng chế, bà Thúy bật lửa, vặn van của hai bình cho xì ga và chửi bới, đe dọa tổ công tác, nếu vào cưỡng chế sẽ cho nổ tung. Thấy vậy, một người trong tổ công tác đã dùng bình chữa cháy xịt về phía bình ga để ngăn chặn phòng ngừa cháy nổ. Lúc này, bà Thúy bê một bình ga còn lại chạy vào trong nhà. Tổ công tác thứ hai đứng trước cửa tìm cách vào nhà khống chế bà Thúy cùng người trong gia đình, đưa ra ngoài để tránh sự cố nổ bình ga, gây hỏa hoạn. Khi nhóm công an quận Hoàng Mai vào được nhà thì phát hiện bà Thúy đang đứng cạnh bình ga, ở cầu thang tầng 2, trên tay cầm thanh gỗ với thái độ hung hăng, khô khoắng không cho tổ công tác tiếp cận, đưa ra ngoài. Sau những phút căng thẳng chống đối, đánh trả lực lượng chức năng, bà Thúy bị khống chế đưa về trụ sở công an phường để lập biên bản. Tại cơ quan điều tra, bà Thúy khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần nhà ở nên năm 2011, bà mua nhà của bà Nguyễn Thị Hòa tại số 60, ngách 143 ngõ 190, tổ 42, Thịnh Liệt. Dù biết nhà bà Hòa nằm trên đất nông nghiệp thuộc diện quy hoạch giải phóng mặt bằng, nhưng bà Thúy vẫn mua. Quá trình sinh sống được chính quyền thông báo, tuyên truyền về việc đền bù giải phóng mặt bằng chỉ được nhận tiền, không được nhà tái định cư vì đây là đất nông nghiệp, bà Thúy tỏ ra phẫn uất. Bà cho rằng việc đền bù như vậy là không thỏa đáng và phải bố trí nhà tái định cư cho gia đình bà. Do yêu cầu của mình không được đáp ứng nên bà Thúy đã có hành vi dọa tự thiêu để chống đối. Sau khi xem xét hội đồng xét xử đã tuyên phạt bà Thúy mức án 5 tháng tù. Vì tội cố ý cản trở người thi hành công vụ. Các bạn thấy vụ việc trên như thế nào? Hãy để lại comment ý kiến của mình và đừng quên subscribe kênh youtube để cập nhật những tin tức mới nhất.